Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trên tay tôi đang cầm một thiết bị trợ giảng. Đây chính là chiếc máy trợ giảng mà rất nhiều anh chị giáo viên hiện đang dùng đến. Chiếc máy này thì tôi đã xử lý và sửa rất là nhiều rồi. Thì những bệnh thông thường của nó đa số là bị hư pin nha quý vị. Thì chiếc máy này hôm nay tôi nhận được cũng là của một anh khách, cũng là giáo viên. Thì anh bảo là hư không lên được. Thì 90% tôi đoán là bị hư pin. Thì bây giờ tôi sẽ tháo ra kiểm tra xem là có đúng hư pin không nhé. Nếu như mà đúng là hư pin thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị cách để thay pin, hoặc là nếu như nó không hư pin thì tôi cũng chia sẻ với quý vị cách sửa nó. Rồi mời quý vị cùng theo dõi video nhé. Đầu tiên là phải tháo bốn con ốc ở bốn góc này ra đã. Và sau khi tháo bốn con ốc ra thì tôi sẽ rút hai cái phần đốm vặn này, và tôi sẽ nạy cái phần mà dán, cái phần mà có chữ ấy. Đấy, tôi nạy cho quý vị xem. Đấy. Thì ở phía dưới cái phần mega dán này thì có hai con ốc nữa nha quý vị. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy là có những hai con ốc này. Và nếu như không tháo hai con ốc này ra thì không cách gì mà tháo ra được cái máy trợ giảng này. Rồi thì bây giờ tôi mới tháo ra được cái phần nắp ra. Và quý vị có thể nhìn thấy rằng là chiếc máy này là sử dụng hai viên pin. Đầu tiên tôi sẽ nhả cái dây anten này ra đã. Và rút cái phần này ra cho đỡ vướng. Đây là viên pin của nó thưa quý vị. Sử dụng pin 18650 7,4V, có nghĩa là 2 cell. 2500 MAH. Vâng, và đây là viên pin tôi đã tháo ra. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở cái phần bên trong ra để kiểm tra xem là viên pin này còn hoạt động nữa không nhé. Vâng, đây là hai viên pin mà cũ của nó thì tôi đã tháo ra. Và bây giờ thì tôi sẽ dùng hai viên li sen mới để thay vào. Vâng, thưa quý vị, đây là hai sao pin mới mà tôi vừa mới gắn hàn kẽm vào. Và tôi đã quấn băng dính cách điện rất là kỹ, bảo vệ cả đầu dương nữa. Rồi thì bây giờ tôi sẽ gắn mạch vào nhé. Nhưng mà trước khi gắn thì tôi xin quý vị lưu ý một điều nho nhỏ. Cái điều này là cái vấn đề mà quyết định cái viên pin này có chạy tốt hay không này. Thì ở đây thì tôi có thấy 5 con IC. Tôi hay gọi nó là IC, thực ra tôi cũng chẳng biết nó là con gì. Thì 5 con này thì mỗi một con là đều có 8 chân, mỗi đầu 4 chân. Thì 2 chân giữa thì đã chập vào với nhau rồi. Thì thông thường thì tôi sẽ câu hai chân giữa ở đầu bên này sang hai chân giữa ở đầu bên kia, và tôi sẽ câu cả 5 con này cho chắc ăn nha quý vị. Thông thường thì mỗi lần mà câu những cái con IC này lại thì gần như là 90% là nó sẽ sạc xả ok luôn. Rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng đã câu xong 5 con IC này. Đấy, thì quý vị nhìn kỹ là tôi câu hai chân giữa ở đầu bên này sang hai chân giữa ở đầu bên kia. Rồi thì bây giờ tôi sẽ gắn vào hai viên pin mà vừa mới đóng xong.
Vâng, sau khi gắn xong thì tôi phải tận dụng cái màng co cũ của viên pin để lắp vào, bởi vì tôi cũng chưa đặt được cái màng co mà nó phù hợp với kích thước của cái viên pin này. Và bây giờ thì tôi sẽ hàn vào chiếc máy trợ giảng này. Tôi sẽ mở thử luôn. Ồ, như vậy là đã lên rồi thưa quý vị. Như vậy là chiếc máy trợ giảng này đã ok rồi nha thưa quý vị. Thì bây giờ tôi sẽ lắp lại. Vâng, như vậy thì video ngày hôm nay tôi cũng đã chia sẻ với quý vị cách để thay pin cho một chiếc máy trợ giảng. Và trong cái trường hợp mà nếu như thay pin xong mà quý vị thấy nó không mở được thì chúng ta có thể câu 5 cái con mà IC như tôi vừa mới chỉ hồi nãy đấy. Tuy nhiên là có một số máy nó chỉ có một hoặc hai con thôi nhé. Có bao nhiêu con thì quý vị câu hết bấy nhiêu con thì gần như chắc chắn là máy nó sẽ hoạt động tốt. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.